bờ cá buổi sáng anh em ơi. Dân người ta chuyên nghiệp cho bò cá rồi, người cái khác liền nữa. Để cái bao xuống rồi đổ cá rồi. Hai. Ba. Tao nào dám chữ mày chung. Mày chữ anh không chữ tao chứ anh nào dám chữ em. 4. Đủ anh em ơi. Báo cá nha anh em, báo cá cho thằng cháu tôi nha. Đây, dịp hè cháu tôi đi câu cá nha anh em. Rồi. Báo cá cho số 25 nha anh em. Lắm ơi. Chúc mừng nha. Nhân dịp hè có hai cháu đến chơi giải trí nha anh em. Rồi. Nó lên được là nó lên hoài luôn đó nha. Báo cá cho 18 luôn nha anh em. Rồi, lên rồi, mát rồi, mát rồi. Lớn. Mười tám tiếp tục lụm nha anh em. Báo cá nha anh em. Lượm. Lượm nha anh em. Báo cá, báo cá. Báo cá cho số 18 nha anh em.
chậm tí chậm tí, bỏ cá nha anh em. Lộm số 18 lộm nha anh em, lộm cá thì đẹp tí. Hai ghe, gần hai ghe. Báo cá nha anh em, báo cá. Mới xuống rồi kìa, có cá ngay. Báo cá cho cần số 7 mình nha anh em, 7A mình. Bảy A mình đang lên cá nha anh em, báo cá cho bảy A mình nha anh em. Lên rồi, lên rồi. Lắm. Bảy A mình lắm. Báo cá anh em ơi, báo cá cần 11 mình nha anh em. Mười một mình đang lên nha anh em. Mười một đang lên nha anh em. Chắc chắn là xe 1 rồi anh em ơi. Lắm. Lắm nha anh em. Chắc chắn là xe 1 rồi anh em ơi. Rồi xong rồi đó. Bồi cá buổi sáng nha anh em. Một. Chạy nước đầy không sao, nước đầy không sao cho anh em. Ờ để bao vậy làm đổ là được rồi. Nước đầy không khỏi phòm chứ nó cực. Hai.
đại trên bao gì cho cái đầu cho nó chạy xuống cho cần thủ nó thấy cá. Ba bốn báo cá cho cần 17 nha anh em, 17 đang lên nha anh em. To nha, to nha, C1 nha, C1 nha. Mát trời này buổi chiều là toàn là C1 không nha anh em. Nó rồi. Sốc. Sốc cái trận ghê vậy. Nó đánh nhỏ to lưỡi con ngay nữa là biết rồi đấy. Con cá được con cá đang to, cá được lớn. Cái này đang cục 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 luôn đấy. Khoảng 3 kg. Đừng giật ngay đuôi, giật ngay đầu nó lụm. Trời ơi, nó tức. Trong cái giật nó lụm. Vô giật rồi anh em ơi, chắc chắn là lụm rồi anh em. Rồi này chắc khoảng 3 cân ngữ á. Chà bá nè anh em, thấy không, toàn là chiều mát trời lên thứ này không nè anh em. Báo cá cho cần số 2 mình nha anh em. Đang lôi cần anh em ơi. Cá đang lên cho cần số 2 nha anh em. Sóc thì con này còn phải 8 kg. Nếu không sóc, không sóc mà lên như vậy thì con này phải 8 kg. Sóc trời ơi, con này có 8 kg. Lên rồi anh em ơi. Mồm chìm sò. Lên rồi anh em ơi. Cái mạng ra nằm như thế. Mồm đuôi á, nó cao á, hết tầm lên. Lộm anh em ơi. Cái mạng sao nó nằm như thế. Cá nó vào vợt lên bờ rồi anh em. Cần 21 đang lên cá nha anh em.
Lên rồi nha anh em. Cá đang lên nha anh em. Lõm. Chưa lùm được. Khỏe quá. Lộn. Chắc chắn là lộn rồi. Cá lên bờ rồi. Báo cá cho cần 21 mình nha anh em. Hai nước 21 mình tiếp tục lên cá nha anh em. Không phải đâu, tại vì đó em ba đã về cho cần 21 mình nha anh em. Khả năng là coi chừng là C1 nha anh em. Rồi, trời ơi. Chúc mừng cần 21 may mắn lần sau.